Đây, đây mấy cái đoạn non. Cái này tiếng đồng bào mình gọi là gì? Cái tông vóc. Tông vóc hả? Nấu với canh chua. Đây, măng mình đã cắt xong rồi cả nhà, giờ mình đem đi rửa đây nha. Đây cả nhà là tóc vóc mình hái vô mình rửa sạch sẽ rồi nha. Bây giờ mình cắt nhỏ ra. Ớt chơi một nắm ăn cho nó đã. Củ nén trong lui, hành tím, muỗng cà phê bột ngọt, muỗng cà phê muối, được rồi nhé cả nhà. Chục gà này hơn 2,4 kg, cho 2,4 kg đi. Gà này bao nhiêu hả? 1 kg 140. Gà này giờ ra chợ mua 1 kg 140 đó cả nhà. Mình đã giã xong rồi, bây giờ mình múc ra mình ướp thịt gà nha cả nhà. Bây giờ mình để cỡ nửa tiếng để cho thịt thấm lại nha cả nhà. Thấm xong rồi mình mới nấu. Hai người ăn mình canh ít nước thôi cả nhà. Chừng này là vừa rồi. Măng chua mình đã sắc ra rồi nè, vậy mình bỏ măng vô nha. Bây giờ mình đậy nắp lại mình nấu cho măng sôi đã nha cả nhà. Canh măng sôi khoảng cỡ 15 phút nha cả nhà. Đây, thịt gà cả nhà, thịt gà mình đã ướp xong rồi này. Bây giờ mình bỏ vô mình nấu luôn nha. Wow, cái này son luôn. Chú chà. Từ nước vừa chín.
Bây giờ mình nêm thêm tí muối nha cả nhà, hơi lạc, tại vì hồi nãy mình có nêm muối với bột ngọt rồi. Giờ nêm đây chút muối nữa. Cái hồi nãy mình ướp gà mình đã ướp bột ngọt rồi cả nhà, với muối rồi. Bây giờ mình bỏ thêm tí muối nữa thôi. Và cho nó mềm nữa được. Rồi mình đậy nắp nấu cho mềm thêm tí nữa đó cả nhà nha. Hello. Hello, xin chào cả nhà. Mình sửa điện tử. Là hồi đó em nó còn nhỏ xíu à, đem cái máy xuống nhà mình sửa. Thì sau 25, 26 năm rồi, bây giờ mình mới gặp lại. Mình gặp lại mà quen. Thì mình làm con gà cho anh em ra cho vui. Xin mời cả nhà cùng dùng trưa với anh em mình nha. Xin mời cả nhà nè. Xin mời cả nhà cùng dùng với anh em mình ly rượu cho vui nha. Mời anh Kỳ, mời anh Nhân, mời anh Cắm Nước nha. Xin mời cả nhà mình ạ. Mời mà quen nha, lâu ngày quá rồi. Rồi ăn đi, ăn thử đi. Nó bốc ngon hơn cả nhà ơi. Xin mời cả nhà nha. Mời nha. Măng ngon hơn. Măng ngon hơn. Măng thấm thịt gà vẫn ngon lắm cả nhà ơi. Ngon quá. Thịt gà này cả nhà. Gà nấu với măng nói gì? Ớt dại chừng đó mà không cay cả nhà. Ngon quá cả nhà. Cái măng chua ở nhà. Thấm thịt gà chỗ đây ngon lắm với cái lá gì ta? Lá tâm vóc. Lá tâm vóc này. Trong lui. Ớt muối bột ngọt. Hành nêm. Cái quẹn vô trong cái măng này ngon lắm cả nhà ơi. Cũng nhận cái măng rừng, muối chua ngon lắm cả nhà. Măng đồng bào muối á, ăn thơm lắm cả nhà. À đem ăn hết cái mầm rồi. Măng với thịt gà. Đúng là ngon thiệt. Lâu rồi không gặp anh Huy, gặp làm món gà với măng chua. Đúng là rất ngon. Xin mời cả nhà. Mồi ngon quá cả nhà ơi. Xin mời cả nhà nha. Ồ, quá tuyệt vời luôn. Măng chua đã. Măng chua ngon thiệt. Bây giờ nó mới cay á. Cay rồi. Cay rồi. Ớt không ha. Nóng rồi. Nóng. Mà quen được mấy đứa con rồi? Chừng 4 đứa. 4 đứa rồi. Mấy trai mấy gái rồi? Hai trai hai gái. Ồ, sao giống mình thế? Mình cũng hai trai hai gái. Anh em mà. Mình cũng hai trai hai gái. Ngon quá cả nhà. Măng nấu kiểu này đúng bà. Mình sửa điện tử á, cách đây hai mươi mấy năm cả nhà. Má quen còn nhỏ hồi, má quen chưa có vợ đâu. Má quen tới hồi nhà ráp anh cái tăng âm không ơi. Hồi đó mình ráp cái tăng âm á cả nhà. Hồi nó gọi là cái máy cassette á, có cái tăng âm trong đó nữa. Bỏ cái băng vô cả nhà nhớ không? Kẹp cắm điện 12 vô nó bỏ băng vô. Sợi bình. Sợi bình á, nhấn xuống là phát ra cái loa lớn luôn á. À, chạy IC LA 440 á.
cả nhà mình ai làm điện tử giờ vẫn còn nhớ đó, xài bần bình. Thì hồi đó mình ráp cho em nó một cái âm ly và cái loa. Năm 96. Năm 96 mình đã ráp cho em nó một cái máy từ thời đó. Hôm nay mình mới gặp lại em nó nè. Thì hồi đó là còn nhỏ xíu chưa có vợ mà giờ bốn đứa con rồi. Ngang ngửa anh nó rồi. Thì anh vậy thì em theo chứ. Vợ mà quen bị gì mà quen? Bị nói chung là bị thần kinh. Bị thần kinh hả? Vì không biết vì sao nữa. Bây giờ nó bị vậy thì được 3 năm nay rồi. 3 năm nay hả? Vợ bị 3 năm nay rồi. Có phụ giúp gì gia đình được không? Không ai phụ giúp gì hết. Từ bản thân đi làm thuê làm mướn để nuôi vợ. Nuôi vợ nuôi con thôi. Ồ, tội quá hả? Hoàn cảnh mà quen tội lắm cả nhà ơi. Sau 20 mấy năm mình gặp lại mình cũng mừng. Nhưng mà mình cũng buồn. Đó, mình đang hỏi thăm về vợ con của Ma Quen. Thì Ma Quen có nói về tình hình là vợ ảnh đang bị dạng như là đầu óc không ổn định đó cả nhà. Lúc cười, lúc khóc, lúc tỉnh. Thật là tội thiệt. Một mình Ma Quen đi làm thuê làm mướn, nuôi vợ nhà với lại bốn đứa con. Sau 20 mấy năm hôm nay mình mới gặp lại, mình mới biết cái hoàn cảnh của Ma Quen. Thôi giờ sang năm mới mình nói chuyện vui đi. Rồi có dịp mình xuống nhà rồi mình tâm sự nhiều hơn nha. Hôm nay mình xin kết thúc cái tập phim này sớm. Tại vì mình ngồi mình tâm sự ăn nhậu đâm ra nó không hay lắm. Cả nhà cũng thông cảm nha. Thôi chương trình hôm nay mình làm món gà nấu với măng rừng muối chua. Đến đây đã kết thúc. Xin tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video mới nhất nha. Bye bye.